đầu video tắm cá chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Hôm nay phát hiện đồng bưng quang ở cái nhà đồng bưng này. Không biết này có lương lại cá lóc hay không. Đây, đây có bụi cầu neo nữa nè, chắc bên luôn. Thử con cá nào trốn bụi cầu neo không? Luôn con đây, đây ha, nè đựng con đầu tiên à. Con đầu tiên đó. Chỗ hang này hấp xuống này từ ra thẳng trước thì chỗ cái hang thấy không. Ủa nước nhiệt nhẹ dữ à, nhỏ hả? Đó, thấy hang nhịp ông coi nghe hang nhịp nước á, hang mà nước hay che rồi còn lại gần vô cái hai gần giống coi nè, thấy không? Tiếp đi, tiếp đi rồi né đây hay mòn cũng nhịp nhưng mà nhỏ dữ quá. Dịp cái người dịp mạnh lên giữ người vậy là không biết dính nó hay không nữa, nhỏ xíu dính đuôi đó nè, lớn vậy trời ơi, lớn vậy ghê, hàng nước nhịp ghê không, tưởng con bự nhịp nhẹ quá mà. Rắn thân lương gì, rắn thân lương gì, rắn rắn rung à, còn nó đang rung thấy chưa, ai biết nó bự đi ha. Em còn thấy lủng vô càng luôn mà tắm nó không còn lủng luôn. Ngoài nó lủng chảy máu luôn vậy mà kiếm nó không ra đúng không. Bởi hay nghe lủng lủng cái càng hụn cắn liền ha, kì bởi vậy cho đó cái đuôi hả? Ừ. Thấy không? Lủng càng mà nó kỳ ghê ha. Nghe nói. Ui, kỳ. Đang rửa cái tay vậy đó. Ừ. Được luôn bự cũng đỡ. Đợi rắn cũng được. Hai ba rắn cũng được. Đang quay tung nó không dám tung luôn, trời ơi bực bờ bước tập lương
Trời nhỏ vậy ha. Lớn vậy mà cũng muốn tu. Sâu ghê. Nãy là hay quay vòng lên mới được. Hết. Bao lùm la hết trơn rồi. Có ba con lươn.